sẵn sàng chiến đấu nào. Cùng tìm kiếm năng lượng, tiềm tàng sức mạnh đang ẩn sâu nơi nơi gian nan, cùng muốn chiếm lấy ánh sáng ngân càng đường chúng ta. Không dễ ngăn ngừa các anh hùng. Yeah. Nào cùng bước tới nhanh hơn, không ngại mưa, không ngại khó, vượt hiểm nguy, cùng nhau nắm tay vượt qua, trừ gian diệt ác vì thế giới, về bay bên nhau nào cùng bước. Ngày đêm khát khao cùng tiến cùng tiến, kia vinh quang đang chờ đợi chờ đợi. Chỉ cần chúng ta nắm tay thật chặt tay, cùng một chân lý rọi soi sang con đường chẳng ngại khó. Em coi gì vui vậy? Mẹ đang lập trình này vui. Vui. Bé, gì vậy? Có sao không? Có sao không? Đầu răng. Kẹo coi hàm hả? Chết rồi, giờ sao? Anh để anh gọi 114. 114. Cứu hỏa. 114 là cứu hỏa. Vậy anh gọi 115. Không được, xe cấp cứu vô đây là trễ rồi. Thôi. Ai thọ? Để anh sử dụng tiền kêu. Cuồng phong đại bàng. Bắt rồi. Rồi. Ủa? Ủa sao hết rồi nè? Sao anh làm hay quá vậy? Trời ơi, anh có bí quyết riêng mà. Mà làm gì mà cười đến nỗi mà bị vậy vậy? À, tại vì em đang là câu chuyện này nè. Mà trong câu chuyện á, có một cái chi tiết kêu mất cười quá trời luôn. Em cười muốn bể bụng luôn á anh. Em á, cái nghe câu chuyện của em á, anh muốn mắc cười muốn bể bụng nè. Nhưng mà cười á, lần sau cười cũng phải có mức độ thôi nghe chưa. Không có anh á, là trẹo quay hàm tới mai luôn á. Ủa? Mà nha, không phải có một mình em bị đâu nha, mà em và Kingston cũng đang bị trẻ quá hàm kìa. Hai bạn nghe á, đang thi nhau đó võng mồm rất là quyết liệt luôn đó anh. Ừ đúng rồi, anh còn biết á là các bạn đó đang tham gia một cuộc thi đấu khác khốc liệt hơn nhiều. Đó chính là trận thi đấu giành lấy đồng xu thức tỉnh. À, đồng xu thức tỉnh năng lượng. Có thể khiến chiến xa thần thú phát ra ánh sáng năng lượng cực đại sau khi biến hình đúng không? Đúng rồi đó. Và tên Caesar cùng các thuộc hạ của mình đang ráo riết thu nạp cái đồng xu. Trong khi đó thì em Kingston và Jolan cũng muốn sở hữu những đồng xu này đó. À, và cuộc đụng độ đang diễn ra gay cấn lắm đúng không anh? Ừ, đúng vậy. Giờ chúng ta sẽ cùng xem phim nha. Bộ phim Chiến xa thần thú tập phim Thi đấu giành đồng xu thức tỉnh. Tập 3 Thi đấu giành đồng xu thức tỉnh. Anh hai, tuy chỉ là luyện tập nhưng mà cũng đừng có nâng tay với em nha. Không cần em phải nói. Wow, hay là thiệt đó. Tốc độ của hai chiếc xe này nhanh quá đi. Hay thiệt đó. Tuyệt, cũng được đó. Tiến lên, bảo chiến phi long. Đi thôi. Chiến xa thần thú, bảo chiến phi long. Cùng phong đại bàng, chúng ta cũng cùng tiến lên nào. Chiến xa thần thú, cuồng phong đại bàng. Tiến lên. Như vậy thì quà có đúng không? Tuyệt quá Kingston, tốc độ và sức mạnh của bảo chiến phi long lại tăng lên rồi. Anh hai, xe của anh cũng vậy. Em đã dùng tới tuyệt chiêu cuối cùng của mình rồi, chẳng không thể thắng nổi xe của anh. Anh giỏi việc đó. Tiếc là anh ta không có ở đây. Nếu không, bây giờ chúng ta chắc chắn có thể đánh anh ta bỏ chạy không còn manh giáp. Hả? Là ai vậy? Bộ anh quên rồi sao? Đó là tên nhóc kiêu ngạo đã nói tất cả mọi thứ trong thành phố này đều là của anh ta hết luôn đó. Anh ta còn nói chúng ta còn lâu mới có chiến xa thần thú. Nhìn chúng ta với cặp mắt rất là khinh người. Em nói đến cậu ấm của tập đoàn Bách Dạng đã sáng lập thành phố này phải không? Caesar. Đúng rồi.
là anh ta đó. Nếu như bây giờ anh ta đụng phải Bảo Chiến Phi Long, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Tới lúc đó, tâm hồn yếu đuối của anh ta sẽ không chịu nổi luôn, sẽ vừa lau mũi vừa lau nước mắt khóc lóc kêu la. Mẹ ơi, con thua rồi, mẹ ơi. Nếu mà thật sự là như vậy thì em cũng sẽ mặc kệ anh ta luôn. Điệu bộ của em đúng là mắc cười thiệt đó. Cũng giống thiệt mà. Mẹ ơi, không giống một chút nào hết. Tiêu rồi, Kim Sơn, cái cầm của em bị trẹo rồi. Ai kêu cậu dám đem Caesar ra đùa giỡn chứ? Đáng đời. Hả? Hả? Sao cậu cũng bị như vậy? À, Kim Sơn, không sao chứ? Nè, cậu không sao chứ? Mình đâu phải là bác sĩ nên mình không có cách đâu. Là xe cấp cứu. Nè, mau đến đây. Ở đây có người cần giúp đỡ nè. Tốt quá rồi, đã được cứu rồi. Hả? Sao nó lại nhỏ tới như vậy? Thưa cô chủ, cô không sao chứ? Nó nói chuyện được. Không lẽ cậu cũng là... Chào cậu, mình là cộng sự đặc biệt của cô em, Chiến Xa Thần Thú, Phi Mã Siêu Tốc. Cô chủ à, bây giờ còn đau lắm không? Thiệt là không may mắn mà. Tại sao mình lại ra nông nổi như vậy? Câu này phải do tôi nói thì mới phải. Cái cầm của tôi. Đáng đời. Cho dù cái tội dám đem Caesar ra làm trò đùa, còn xấu như vậy. Thiệt là quá đáng. Còn xấu như vậy. Xấu suy quá. Xấu suy quá nè. Nhà của mấy người cũng lớn quá nè. Nè, mình không có quá đáng như vậy nha. Nói tóm lại, các cậu làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Cho dù sau lưng có ganh tị đố kỵ thế nào, thì sự thật là ngay cả cọng lông chân của Caesar thì các cậu cũng không thể bằng. Cái gì? Bình tĩnh đi. Trời ơi, các cậu sắp nổ rồi đó. Nóng quá. Anh hai, em xin lỗi. Chấp nhận sự thật đi. Anh Caesar trên sân thi đấu Chiến Xa Thần Thú là vô địch rồi. Anh ấy được mọi người khen ngợi là nhân vật trong truyền thuyết đó nha. Các cậu muốn thắng anh ấy sao? Ngay cả một phần ngàn cơ hội cũng không có. Ai nói vậy? Chúng tôi có thể, nhất định sẽ có thể. Cậu đang nằm mơ hả? Cậu chắc chắn không thể thắng nổi. Có thể. Không thể thắng. Có thể. Im đi. Im đi. Các cậu không thắng nổi đâu. Chúng tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ thắng được anh ta. Nè, hai người đừng có như vậy nữa. Cậu đừng nghĩ cách ngăn cản cô chủ tôi nữa. Cô chủ chúng tôi rất kính trọng ngưỡng mộ cậu ấy. Để gặp được cậu ấy, cô chủ bất chấp gia đình phản đối, đi đến thành phố này học tập. Vậy hả? Caesar cậu ta có thật tài giỏi vậy không? Chiến Xa Thần Thú lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Bắt xù năng lượng xoay 360 độ và biến hình thành thần thú, uy lực dũng mãnh. Cuồng Phong Đại Bàng với đôi cánh bão táp, Bảo Chiến Phi Long với đôi cánh biển lửa, Mã Vương Bò Cạp với huyết độc ngân châm, Nhện Bóng Độc với tuyệt kỹ danh tơ thần tốc, tất cả đồng giá 199.000 đồng. Sản phẩm hiện có bán tại hệ thống My Kingdom và các cửa hàng đồ chơi trên toàn quốc. Hoan nghênh trở về, Khâu, Bá Dương Bò Cạp. Đây không phải là giọng nói của cậu Caesar sao? Tìm tôi gấp gáp như vậy, có chuyện gì cần tôi giúp sao? Đúng là tôi không thể giấu anh chuyện gì. Cũng đã đến lúc cho mọi người thấy thành quả của anh rồi. Tôi đã gặp hai tên nhóc, cảm thấy chúng cũng hay hay. Chúng là hai anh em, mặc dù kỹ năng thi đấu còn non kém, nhưng mà xem ra cũng không tệ đâu. Tôi không quan tâm anh điều tra được gì. Hả? Tôi giao cho anh một nhiệm vụ, đó là gom toàn bộ đồng xu năng lượng trong thành phố. Nhưng hình như tôi đánh giá cao anh quá, dựa vào mình anh thì chưa đủ. Cái gì? Thế lực mình và Tiểu Nhện Nhện ra sân rồi sao? Hả? Cô có phải là Joseph không? Tại sao lại có mặt ở đây? Có lợi không làm mới là ngốc đó. Công việc có ý nghĩa tới như vậy, làm sao tôi nỡ bỏ qua chứ? Yeah.
kỹ thuật con. Đáng ghét thật mà. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người phải hợp tác thực hiện mục tiêu thu gom các đồng xu. Để cho những người tầm thường sở hữu những đồng xu này chỉ làm lãng phí mà thôi. Còn tôi có thể sử dụng những đồng xu làm thay đổi cả thế giới này. Thay đổi thế giới? Không lẽ cậu định biến toàn bộ những con người đó, thay đổi, biến họ thành những thanh niên tài sắc vẹn toàn giống hệt như tôi phải không vậy? Phải không? Tôi nói có sai không vậy? Anh đã quá quan tưởng rồi đó. Những đồng xu đang nằm ở đây. Cậu đứng gần vậy để làm gì? Là những đồng xu chứa đựng sức mạnh thần kỳ sẽ khiến cho các chiến xa thần thú có thể trở lại với hình dạng ban đầu. Mặc dù còn rất nhiều bí mật chưa được giải đáp hết, nhưng mà chỉ cần tôi nghiên cứu thành công phương pháp tự khống chế năng lượng thì tôi sẽ có thể điều khiển cả thế giới này. Cái thành phố nhàm chán này, hãy để tôi thay đổi đi. Tham vọng của cậu quá lớn rồi đó. Tôi không hề có hứng thú với kế hoạch của cậu đâu. Nhưng mà nếu giành được nhiều đồng xu thì tôi sẽ không có ý kiến. Đúng rồi, tôi có một món quà tặng cho anh đây. Hả? Đây là... là đồng xu thức tỉnh đó. Thức tỉnh lăn lộn? Đó là cái gì vậy? Nói thật chứ, ngay cả cái này cũng không biết mà dám nói sẽ đánh bại anh Caesar. Vì tôi là con nhà gia giáo, nếu không bây giờ đã ôm bụng cười đến chết mất luôn rồi. Không phải là cậu đang ôm bụng cười đến chết rồi sao? Anh hai, anh có biết cái gì về đồng xu thức tỉnh năng lượng không vậy? Đồng xu thức tỉnh năng lượng là một loại đồng xu có thể khiến chiến xa thần thú sau khi biến hình phát ra ánh sáng năng lượng cực đại. Phát ra năng lượng cực đại sao? Chẳng phải là em đã khiến cho bảo chiến phi long phát ra năng lượng cực đại rồi sao anh hai? Điều này, khả năng sửa chữa điều khiển xe của cậu cũng không đến nỗi. Nhưng mà đồng xu thức tỉnh năng lượng không giống như vậy. Đơn giản mà nói, nó sẽ làm cho mình sử dụng kỹ năng tuyệt đỉnh. Kỹ năng tuyệt đỉnh? Cho nên nếu có trong tay đồng xu năng lượng này, bất kể tình huống xấu đến cỡ nào đều có thể dễ dàng xoay chuyển tình thế. Wow, có thật là lợi hại như vậy không đó? Vậy ngay lập tức đi tìm đồng xu thức tỉnh. Dễ tìm ra như vậy có được gọi là đồng xu thức tỉnh không? Cho cậu biết, ngay cả tiểu thư đây vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt nó thế nào. Vậy thì có gì đâu mà đắc ý chứ. Tiểu thư đây không nghe thấy gì hết. Cái này có phải là... xem ra cậu có cảm nhận được sóng năng lượng đó đúng không? Đây chắc chắn là đồng xu thức tỉnh. Hả? Ở con núi nhỏ bên kia. Hả? Núi nhỏ? Cô chủ à, tôi cũng cảm nhận được, chính là ngọn núi bên kia phát ra năng lượng. Đồng xu thức tỉnh năng lượng là của mình. Lén chạy hả? Anh hai, mình mau đuổi theo đi. Nóng quá. Kim Sơn với cô gái đó sao chạy lẹ quá vậy? Không sao chứ? Nóng quá à. Đồng xu, tại sao phải chạy đến bên trên ngọn núi đó? Con chịu không nổi nữa rồi hả? Cậu mới chịu không nổi đó hả? Ai nói vậy? Mình còn nhiều năng lượng dữ lắm luôn đó. Hay là cậu làm cái gì vậy? Sao lại bất cẩn như vậy ha? Thiệt tình là ngại quá. Mình đi trước nha. Mình sẽ không để cho cậu tài nguyện đâu. Buông mình ra. Buông ra đi. Đau quá. Cậu nhìn cậu kìa. Cứ như là con trùng đang bò trên đất. Thật là thất vọng quá. Nè, đừng bắt chước mình mà. Là cậu bắt chước mình thì có. Nè, hai cậu đang làm cái gì vậy? Anh hai. Sao nhìn cậu có vẻ thảnh thơi quá vậy? Hai cậu mới bắt đầu đã chạy lẹ quá, không để ý đến tốc độ nên bây giờ mới mệt như vậy. Vô lên nè, cô ấy chạy theo chỉ với tốc độ bình thường thôi. Cô chủ à, cô mệt rồi hả? Nghỉ ngơi chút đi. Còn thời gian đâu nghỉ ngơi. Không nhanh chân thì đồng xu thức tỉnh sẽ bị cái người không tốn chút công sức nào lấy mất thì sao? Yên tâm đi. Mình sẽ không đi trước đâu.
và chúng ta cùng nhau đi nhé. Cậu tốt thật đó. Cậu nói thật chứ, đây chính là cơ hội lớn để lấy được đồng xu thức tỉnh mà lại có thể từ bỏ vậy được sao? Ngu ngốc. Nào, chúng ta cùng nhau đi thôi. Đi thôi. Wow, cuối cùng cũng tới rồi. Đây chính là sân thi đấu sao? Chắc là vậy. Cùng Phong đại bàng, cậu có cảm nhận được năng lượng của đồng xu chưa? Chắc là ở chỗ nào đó trong sân thi đấu đây thôi. Đi thôi, trận đấu tranh giành đồng xu thức tỉnh năng lượng bắt đầu nào. Em chắc chắn là sẽ không nâng tay đâu. Hai người không cần đấu, phi mã siêu tốc của mình thắng chắc rồi. Ai đang nhắc lời mình vậy? Ở đâu vậy? Đừng có lén lút nữa, mau ra đi. Đồ ngốc, ta ở đây nè. Hả? Bọn nhóc con tham gia trận thi đấu này không phải chỉ có các cậu, còn có tôi. Khai ô đi. Còn tôi nữa, Joseph. Chào mọi người, lại gặp nhau rồi. Hả? Hai chiếc xe đó. Hả? Không phải cậu là người đã từng thua anh tôi rồi sao? Lần đó là do tôi muốn thu thập dữ liệu cho nên mới nương tay mà thôi. Vô lên, hai chiếc xe đó cậu còn nhớ không? À, đúng rồi, đó là cái tên lưu manh cướp giật đồng xu của người khác ở trên phố. Thì ra bọn chúng là đồng bọn, nhất định không thể để cho chúng lấy đồng xu thức tỉnh năng lượng. Trận đấu chiến xa bắt đầu. Sự thi đấu quyết liệt sắp diễn ra. Ở đâu có thi đấu, ở đó sẽ có tôi. Chuẩn bị xong chưa? Trận đấu bắt đầu. Tôi chính là người dẫn chương trình chính, Rolling phát thanh viên. Được rồi, trong lần thi đấu này quy tắc rất đơn giản. Có nhìn thấy những con chip trên sân hay không? Trong lúc đối đầu với đấu thủ, ai là người gom được nhiều con chip nhất thì sẽ là người chiến thắng. Chuẩn bị bắt đầu. Cầu xin cậu đó, Cuồng Phong đại bàng. Cứ giao cho mình. Bảo Chiến Phi Long nhất định phải thắng đó. Không thành vấn đề. Tiến lên. Cố lên, phi mã siêu tốc, tiến lên đi. Ha! Là Nam Nhi phải toàn lực tiến lên phía trước. Dạ. Ném tôi đi đâu vậy? Trời ơi. Tại sao mình lại có thể đi chung với loại người não ngắn vô tích sự này vậy chứ? Ra sân thi đấu chính là Cuồng Phong đại bàng, Bảo Kim Phi Long, phi mã siêu tốc. Ba thiên bọ cạp đã bị Khâu ném sai hướng rồi. Khâu đang đi tìm chiếc xe hơi trở về. Ba chiếc xe còn lại khi bắt đầu đã tăng hết tốc lực, quyết tâm chiến thắng. Mặc dù trong lúc luyện tập tụi mình ngang sức nhau, nhưng lần này mình nhất định sẽ thắng. Mình nhất định cũng đã như vậy đâu. Được, vậy cứ đợi mà coi. Các cậu đều sai rồi, người chiến thắng chính là tôi. Hả? Phi mã siêu tốc đã bỏ lại Cuồng Phong đại bàng và Bảo Chiến Phi Long rồi, bay dữ quá mặt luôn. Sức mạnh to lớn thật. Chị ơi, chúng ta không tham gia sao? Gấp gáp gì chứ, đồng xu thức tỉnh năng lượng đó chẳng phải ở chỗ Khao sao? Đợi anh ta về rồi tính sao đi. Em hiểu rồi, chỉ cần có đồng xu thức tỉnh, dọn dẹp bọn chúng chẳng phải dễ dàng hơn hay sao? Sau đó sẽ từ từ thu gom những đồng xu khác, đúng không? Thông minh, không hổ danh là chiến xa thần thú của chị. Tôi tìm thấy rồi. Chậm quá đi, tôi đợi tới sắp không chịu nổi nữa rồi. Nè Khao, lần này sẽ quyết định thắng thua đó nha. Cứ giao cho tôi. Đấu trường chiến xa thần thú, thách đấu loạn chiến đoạt xu, chiến xa nào sẽ thắng? Yeah! Mỗi đối thủ phải thách đấu hai đồng xu. Trận đấu diễn ra từng lượt đến khi các xu được bắt hết. Gỗ thép hùng chiến đã bắt được xu năng lượng và biến hình. Dũng mãnh sư tử đã bắt được xu năng lượng. Bảo Chiến Phi Long, chiến xa đoạt được nhiều xu năng lượng nhất sẽ là người chiến thắng. Sản phẩm có bán tại Machinom và các cửa hàng đồ chơi trên toàn quốc. Đừng ném bay. Tiến lên. Đến đây. Chiến xa thần thú bán siêu bò cả. Đây là cảm giác, không phải là chiến xa thần thú bình thường. Không lẽ là không hổ danh là thức tỉnh năng lượng, sức mạnh đang tăng dần lên, không ngừng phát ra bên ngoài. Cái gì? Là đồng xu năng lượng. Sức mạnh còn dư ra, mau đưa cho tôi và nhận móng độc đi nào. Hết. Tiến lên tôi, đánh bại bọn chúng nào. Chấm độc đồng quá. Mình cũng biến hình thôi. Chiến xa thần thú, nhận móng độc. Nhận móng
con đọc sẽ không có năng lượng thức tỉnh cũng biến hình được rồi. Thật là ngạc nhiên. Đúng vậy, tuyệt chiêu của bá Dương bò cạp là chăm độc đồng hóa, có thể giúp bạn mình cùng nhau biến hình. Thì ra là vậy hả? Đến được mình rồi, đi giúp anh huyết. Cùng phong đại bàng, bảo chiến phi long. Không xong rồi, bá Dương bò cạp nhện móng độc lợi hại vậy, chỉ dựa vào phi mã siêu tốc của mình không thể thắng nổi bọn họ. Phi mã siêu tốc, mau đi cứu cùng phong đại bàng và bảo chiến phi long. Nghe rồi. Được cứu rồi. Này, xem chút là tiêu. Hả? Có chuyện gì vậy? Anh sẽ nói là nhìn kìa, có cái gì đó đang biến hình. Hả? Là đồng xu thức tỉnh của mình. Hả? Của cuồng phong đại bàng. Thì ra là đồng xu hay dùng của cuồng phong đại bàng. Có được nó, nói không chừng cuồng phong đại bàng có thể xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng. Nhưng mà có nhiều đối thủ dây quanh như vậy, cậu ta có thể dễ dàng lấy được hay không? Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập đồng xu, món đồ quý giá tới như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Lúc nãy kế hoạch của mình đã làm bọn chúng đầy thương tích rồi. Bây giờ mình đi dành đồng xu về thôi. Hãy xem đây. Hả? Lại là anh đi cản trở việc của người khác. Cô chủ đã ra lệnh, bằng mọi cách phải ra sức bảo vệ cuồng phong đại bàng và bảo chiến phi long. Cảm ơn cậu. Cậu là người tốt thiệt hả? Dù gì cũng không phải là năng lượng thức tỉnh của phi mã siêu tốc, có lấy cũng không làm gì được. Đã vậy thì cứ để cho hai anh em người tranh giành với nhau cũng được. Các cậu cuối cùng cũng biết mình là người tốt hả? Vậy thì khen mình nhiều chút đi. Cuồng phong đại bàng, nhân cơ hội này mau lấy đồng xu đi. Cứ giao cho mình. Các người đã quên ta rồi sao? Để ta dùng châm độc biến các người thành tổ ong hết. Đối thủ của người là ta. Mặc dù ta bị thương nhưng vẫn còn cách trừng trị nhà ngươi. Tiêu rồi, không nhìn thấy cái gì hết. Cuồng phong đại bàng chính là lúc này. Tốt quá rồi. Chiến xa thần thú, cuồng phong đại bàng. Hả? Đẹp thật đó. Wow, một cảm giác không thể nào tả được. Anh cảm nhận được rồi. Hả? Cuồng phong đại bàng hình như là đang thức tỉnh. Dùng đồng xu thức tỉnh nâng cấp năng lượng. Còn có ta nữa. Chưa hết, còn nhện móng độc bên cạnh hỗ trợ. Cùng nhau tiến lên thôi. Hả? Cậu muốn đi đâu vậy? Xin lỗi cậu, chị anh đang kêu mình rút lui về. Lực lượng bên kia xem ra lợi hại quá. Tôi sẽ không đấu nếu không nắm chắc phần thắng đâu. Tạm biệt. Nè, thật là hèn hả mà. Tại sao cô có thể kêu xe về như vậy chứ? Cuồng phong đại bàng, để cho bọn họ thấy năng lượng thực sự của mình đi. Gương lốc sàn băng. Các cậu hãy nhớ kỹ đó. Hay, giỏi lắm. Đã như vậy thì dùng lốc xoáy thổi bay bọn chúng luôn đi. Hơn nữa, đồng xu còn ở trong sân đều bị cuồng phong đại bàng hút lên hết rồi. Chính nhờ đồng xu thức tỉnh năng lượng đã khiến cho cuồng phong đại bàng tạo ra cơn lốc đó sao? Trận đấu kết thúc, người thắng cuộc chính là người nắm trong tay nhiều đồng xu năng lượng nhất. Vô lâm và cuồng phong đại bàng. Wow, hay quá anh hai ơi. Cuồng phong đại bàng, cậu giỏi thiệt đó. Em cũng muốn có đồng xu năng lượng đó nữa. Đồng xu thức tỉnh năng lượng của cậu rồi sẽ có ngày xuất hiện thôi. Cảm ơn cậu, trận thi đấu này có thể thắng cũng nhờ có siêu mã thần tốc giúp đỡ. Món nợ lần này sẽ có một ngày các cậu phải trả gấp đôi cho mình. Không, không phải gấp đôi, là 10 lần, 100 lần. Thì ra là cậu ấy không hề tốt chút nào. Là người tốt hay không không quan trọng, ân tình thì phải trả lại cho mình. Cô chủ à, đã tới giờ luyện đàn rồi. Hả? Đến giờ rồi hả? Xin lỗi nha, mình phải đi rồi. Lại bị trẹo rồi. Tôi lập tức gọi xe cấp cứu cho cô. Cái cô nàng này diễn sâu thiệt chứ. Cuối cùng đồng xu thức tỉnh cũng đã lọt vào tay bọn chúng. Nó sẽ giúp cho bọn chúng rất nhiều. Xem ra phải cẩn thận mà canh chừng, không để bọn chúng cản trở kế hoạch của mình là được. Chiến xa thần thú, bá Dương bò cạp, bảo chiến phi long. 3, 2, 1. Cười vừa vừa thôi, coi chừng trẹo quay hàm nữa bây giờ. Em cười vậy em thắng, mà cũng giống trong phim vậy á. Em mới là Kim Sơn, là Hước,
cười gì mà cười lăn lộn luôn á anh. Mà phải công nhận á là em dễ thương quá ha. Quậy quậy cá tính nhưng lại tốt bụng với anh em nhà vô lịch. Còn em á thì ngưỡng mộ Cuồng Phong đội bạn quá đi à. Bạn ấy sở hữu được nhiều đồng xu năng lượng nhất và đã giành được chiến thắng. Trong khi đó thì Nhện Móng Độc và Bá Dương Bò Cạp dù đã tung ra rất nhiều chiêu tấn công hiểm hóc nhưng phải đành bỏ chạy. Ai biểu mấy người đó có ý đồ xấu chi. Muốn giành hết đồng xu để cho Caesar thực hiện cái kế hoạch gì đó của anh. Ừ đúng rồi đó. Phải biết chia sẻ với người khác mới là người tốt. Đúng không Ben? Dạ đúng. Vậy em đi nha anh. Ủa em đi đâu? Em đi về em lấy con Cuồng Phong đại bàng về cho anh nè. Phải chia sẻ đồ chơi với anh thì mới là người tốt đúng không? Trời ơi thấy thương quá đi. Anh không nỡ từ chối đâu. Đi đi. Vậy đi. Em đi nha, đi nha. Lấy nha. Tạm biệt. Thì đi lấy đi. Để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.